Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể. Trước khi mà các bạn bắt tay vào, các bạn xem thử, trước khi mà các bạn bắt tay vào cái việc mà ôn luyện các kỹ năng trong IELTS, thì xin mời các bạn vào trong trang official của cái kỳ thi này, và chúng ta xem thử nếu như mà chúng ta có cái bài thi thì cái dạng câu hỏi nó sẽ như thế nào, và mình sẽ phân tích cái dạng câu hỏi nó liên quan gì tới cái kỹ năng mà các bạn học thực sự ở trên trường nếu mà mình có sử dụng tài liệu bằng tiếng Anh. Thì các bạn thấy đây là cái trang IELTS, thì mình vào trong cái phần sample test questions và mình xem thử là cái dạng academic reading thì nó sẽ có những cái bạn dạng bài như thế nào. Thì cái phần mà kiểm tra về cái kỹ năng đọc học thuật thì nó sẽ kéo dài trong 60 phút. 60 phút thực sự rất là thử thách đối với các bạn đi thi IELTS, vì thời gian này nếu như mà các bạn mà có kỹ năng rất là tốt thì bạn mà vừa đủ thời gian để các bạn có thể đạt được điểm cao nhất. Như mình á, thì mình đạt được 8 điểm rưỡi, nhưng cái thời gian mình làm cũng vừa đủ 60 phút luôn, chứ không có là dư thời gian, thậm chí là nó còn thiếu thời gian, thì có một vài câu mình phải là chọn rất là nhanh, nhưng mà mình không có đủ thời gian để mình phân tích kỹ hơn về nó. Như vậy thì thời gian 60 phút này nó sẽ phân chia như thế nào? Thì 60 phút này nó sẽ phân chia ra thành ba cái đoạn. Đoạn nhất là đoạn section 1. Đó là một cái bài đọc mà có 13 câu hỏi. Các bạn thử xem cái độ dài của cái bài đọc của chúng ta nó như thế nào. Đây, độ dài của bài đọc như thế này là khá là dài, rất dài, chứ không phải là khá là dài. Cho nên nếu mà các bạn không có một cái kỹ năng đọc tốt thì bạn đọc một đoạn như thế này, một nhiều bạn đã phải bỏ ra tới khoảng cỡ 30 phút để phải đọc được cái đoạn và hiểu như thế này. Vậy thì mình đâu có thời gian để mình làm những cái phần khác, mà cái đặc điểm của bài IELTS là nó cái mức độ khó nó sẽ tăng dần, tăng từ bài 1, tăng qua bài 2 và sau đó nó tăng qua bài số 3. Vậy thì đối với cái bài 1 này, người ta khuyên mình là chỉ nên dùng là 20 phút cho mỗi bài thôi, người ta chỉ dùng là 20 phút cho mỗi bài. Thì như vậy đó, thì đối với cái bài này thì cái mục tiêu của chúng ta sẽ là giải quyết nó từ trong khoảng từ 15 tới 20 phút. Có một số bạn rất là tốt, bạn rất là giỏi, bạn có thể là giải quyết nó trong khoảng cỡ 10 phút. Vậy thì chúng ta xem là một cái bài đoạn như vậy là nó rất là dài, nó rất là dài, và các câu hỏi của nó là nó sẽ có theo nhiều cái dạng câu hỏi nó được đưa ra để nhằm các bạn giải quyết trong cái một mục tiêu thứ nhất mà ở phần section 1, thì mình sẽ quay về cái dạng câu hỏi sau. Và đây là cái dạng section 2, đây là cái dạng bài số 2. Các bạn thấy thì ở đây là bài này nó nói về chủ đề của cái gì đó liên quan tới não. Bạn thấy ngay câu đầu tiên, bạn thấy là liên quan tới cái não. Mặc dù mình không biết tên là chưa, mình chưa đọc kỹ vào trong đó, mình chưa biết tên đang nói về não người hay là não ở con vật hay gì đó, nhưng mà là này, nếu mà đã nói về não thì đối với người học mà dân chuyên ngành y khoa thì có vẻ sẽ là phù hợp, có vẻ là quen thuộc gì đó. Nhưng mà bạn cũng có một bài rất là dài, các bạn rất là dài, dài đây, rất là dài, và bạn sẽ có là 13 câu hỏi tiếp theo. Bạn sẽ có 13 câu hỏi tiếp theo để bạn phải giải quyết cái phần kiến thức liên quan tới phần đọc số 2 này. Và cái phần đọc số 3 là phần đọc khó nhất. Nhiều bạn thì khuyên rằng là nên đọc từ phần số 3, xong đó đọc qua phần số 2, số 1, vì cái mức độ mình giải quyết cái câu khó, xong mình giải quyết tới câu dễ, và nên ưu tiên dành càng nhiều thời gian dành cho section 3 này càng nhiều càng tốt. Thì theo mình thấy thì nó cũng đúng đúng như vậy thật, mặc dù lúc mình đi thi thì mình lại quên mất cái lời dặn của các bạn là phải làm từ section 1 qua section 3 rồi xong 2 1, mình cứ làm từ 1 qua 2 và qua 3, thì mình cũng thấy cái mức độ thì nó đúng thật là số 3 thì nó khó hơn. Nếu mà mình có nhiều thời gian dành cho nó thì tốt hơn, tại vì khi mình đi thi á, thì mình cố gắng giải quyết section 1 và 2 trong thời gian ngắn nhất để mình qua section 3.
thì cho nên là mình cũng không để nhiều lắm cái thời gian mình phân bổ cho cái này, nhưng mà thực sự thì nó là khó nhất. Và các bạn thấy là nó cũng có một cái chủ đề liên quan tới khoa học, và xong đó là một bài rất là dài, và xong đó mình phải giải quyết là 14 câu hỏi. Thì bây giờ chắc là mấy bạn sẽ đang thắc mắc là những chủ đề đó là chủ đề gì, và thứ hai là những cái câu hỏi nó thì câu hỏi như thế nào. Chủ đề á, thì tất cả những chủ đề mà chúng ta có thể gặp trong cái việc học thuật, thì nó bao gồm là kinh tế, xã hội, khảo cổ học, tất cả những thứ, các bạn mà các chương trình đại học người ta giảng dạy, cao đẳng và đại học giảng dạy, thì nó đều có thể nằm ở trong cái chủ đề này. Cho nên là nó sẽ không có phải là tập trung chỉ mỗi vào y khoa giống như mình nói hồi nãy, nhưng mà mình sẽ dựa vào những chủ đề người ta nói về y khoa để mình phân tích các dạng đề, các dạng câu hỏi, và hướng dẫn các bạn cách làm các bài IELTS readings. Thì chúng ta hãy xem qua ở đây là có cả những câu hỏi 2, 4, 6, 8, 10, 12, chính xác là 12 dạng câu hỏi. Và trong 12 dạng câu hỏi này thì nó có những cái dạng câu hỏi mà buộc người học phải định hướng được, là nhất là cái thông tin người ta cho là nó là như thế nào. À, ở đây là định hướng được thông tin người ta cho là nó là thông tin đó đúng hay là sai, người ta có nói tới hay không nói tới trong bài. Và sau khi mình đọc xong, mình suy luận là cái ý người ta nói vậy là nó có hay không có, thì cái dạng bài này nó có thể có dạng là true, false, not given, hoặc là yes, no, not given. Mình cảm thấy cái dạng bài này khá là khó các bạn. Cái dạng bài tiếp theo nữa mà nó tương đối nó đơn giản hơn với mọi người á, đó là cái dạng là matching. Matching bao gồm mình sẽ có là nó sẽ nói một cái ý tưởng nào đó, và bắt các bạn là phải xem ý tưởng đó là nó phù hợp với cái đoạn nào ở trong cái bài, hoặc là cái ý tưởng đó thì nó là do người nào nói, do giáo sư nào phát biểu, do cái người nào hoặc cơ quan tổ chức nào đưa ra khuyến cáo. Thì cái dạng bài matching này thì nó tương đối dễ hơn một xíu so với dạng là true false not given, nhưng mà nó cũng thực sự là thử thách. Nếu mà các bạn không quen, các bạn làm bài cũng có thể là bị hiểu sai ý, tại vì người ta cho rất là nhiều cái cạm bẫy ở trong ở cái bài thi để làm cho mọi người là dễ bị mắc bẫy và dễ chọn sai câu hỏi. Mình có một cái dạng bài tiếp theo nữa, đó là cái dạng bài mà hoàn thành cái ý tưởng ở trong cái bài. Người ta đã cho sẵn một cái bài rất là dài rồi, và người ta sẽ có những cái dạng là dạng bảng, dạng biểu đồ, và những cái dạng bài, những cái nốt mà chưa hoàn thành, hoặc là những cái câu mà chưa hoàn thành. Các bạn có thể chọn những câu này để các bạn mà phải hoàn thành nó bằng từ cái kiến thức, bằng từ cái kiến thức ở trong từ kiến thức ở trong bài test của các bạn bỏ vào trong cái bài của mình. Thì đây là chúng ta sẽ có những dạng như table completion, flow chart completion, note completion, sentence completion và summary completion. Và cuối cùng đó là chúng ta sẽ có cái dạng bài, đó là cái dạng là trả lời câu hỏi. Thì nó chỉ đơn giản là mình có hai cái dạng trả lời câu hỏi, đó là một chọn một câu hỏi đúng, và nó có một cái dạng bài nữa là chọn hai câu hỏi đúng trong nhiều câu hỏi. Thì những cái bài này thì mình nghĩ nó sẽ không có gây khó khăn đối với các bạn sinh viên. Và ok, như vậy thì mình mới review qua các bạn cách mà nhất là cái dạng bài thi, thời gian thi, dạng bài thi, và 12 cái kiểu ra câu hỏi ở trong bài. Thì hy vọng qua một cái loạt là 10 chủ đề liên quan tới y khoa từ section 1, 2, 3, mình sẽ hướng dẫn hết các bạn các chủ đề này để cho các bạn mà có thể định hướng để tự học được cái IELTS reading này. Thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì các bạn đều có thể tự học được, mình không 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 có cần phải tập trung quá nhiều thời gian ở các trung tâm. Chúng ta có thể riêng phần readings thì các bạn có thể tự học được. Hy vọng là sẽ giúp đỡ các bạn được trong cái phần này ở tại nhà.